Vùng U Minh Thượng của tỉnh Kiên Giang hiện nay gồm có 4 huyện: An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận. Trước đây còn gọi là bán đảo Cà Mau, vùng Miệt Thứ, xa hơn nữa là cõi U Minh. Theo nhà văn Sơn Nam, một người con của vùng đất này, nghĩa của hai từ U Minh xưa là cõi âm, tối và mờ, u u minh minh. Xa xưa khi người Việt đi mở cõi đến vùng đất này, thấy quang cảnh âm u, vắng lặng, rừng cây rậm rạp, ánh mặt trời không lọt, nên cất tiếng gọi U Minh. Từ U Minh khi đó là tính từ, khởi nguồn từ thực tế, tối tăm, u mê, vắng bóng người. Mãi về sau, từ U Minh mới dùng như một danh từ riêng là rừng U Minh, huyện U Minh, rồi phân biệt U Minh Thượng để chỉ vùng đất thuộc tỉnh Kiên Giang, U Minh Hạ chỉ vùng đất thuộc tỉnh Cà Mau. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt trên cầu Cái Bé. Và chỉ cần qua chiếc cầu này là cầu Cái Lớn thì chúng ta sẽ đặt chân đến vùng đất U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. U Minh Thượng thì một mặt giáp với biển Tây, mặt còn lại giáp với sông Cái. Và rất hấp dẫn là những địa danh ở nơi đây độc và lạ. Còn con người thì anh hùng trong chiến đấu, rất kiên cường trong xây dựng. Và bây giờ Ngọc Hân xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đoàn làm phim chúng tôi khám phá vùng đất U Minh Thượng này. Quốc lộ 63, đoạn từ Xẻo Rô đến Thứ Bảy đã được đầu tư mở rộng, chia đôi vùng này thành hai tiểu vùng mặn ngọt. Phía Tây giáp biển, sản xuất tôm, lúa. Phía Bắc giáp dòng Cái Lớn, sản xuất hai vụ lúa mỗi năm. Nếu qua cầu Thứ Bảy, theo con lộ cặp Kinh Sáng về Thứ 11, thị trấn của huyện An Minh, rồi cũng tới huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Trong hơn 100 năm qua, U Minh Thượng luôn là căn cứ địa cách mạng vững chắc, anh dũng, kiên cường chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, là biểu tượng của sự có mặt, tồn tại của lực lượng kháng chiến chống xâm lược, là niềm tin của đồng bào Nam Bộ và của cả nước khi trông về U Minh. Nhiều địa danh của vùng đất này đã đi vào sử sách chống ngoại xâm như Trận Ba Đình, Cây Bàng, Xẻo Rô, Thứ 11, Sân Gạch, Ngã Tư Công Sự, Lô 12, Kè 1, Vĩnh Thuận, Xẻo Bần, Rọ Ghe, Kim Quy, mà mỗi khi nghe đến, tất cả người dân U Minh Thượng luôn tự hào. Hiểu và cảm về vùng đất U Minh Thượng thì không ai bằng ông Bành Văn Đõm, Mười Đõm, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, nguyên giám thị trại giam Kinh Bảy, nguyên giám đốc vườn quốc gia U Minh Thượng. Năm nay ông Mười Đõm đã 87 tuổi nhưng vẫn mạnh khỏe, minh mẫn. Cuộc đời của ông Mười gần như gắn trọn với vùng đất này, chiến đấu, xây dựng và giờ đây an dưỡng tuổi già. Trong cái lúc mà ác liệt giữa mình với Mỹ đó, Ngụy đó, thì dân cư trong này thưa thớt mà nghèo. Cho nên là cái cách mạng mấy ông lãnh đạo mà nương tựa vào chỗ này để mà sức phát để chiến đấu thôi. Thì kẻ thù nó cũng tranh chấp ở chỗ này nè. Nó biết mình ở này, ví dụ như là cái thời kỳ chống Pháp á, thì cũng vậy, mà thời kỳ chống Mỹ cũng vậy, mình cũng xuất phát cái điểm trong này. Nhưng vị trí của ông Nguyễn Trung Trực hồi xưa nó cũng ở vùng này. Nhắc đến U Minh hay U Minh Thượng thì rừng là một chủ thể tồn tại trước nhất. Rừng U Minh Thượng giờ đây đã là vườn quốc gia U Minh Thượng, vườn di sản ASEAN và khu Ramsar của thế giới. Vườn có diện tích hơn 21.000 hectare,
trong đó có hơn 8.000 hecta vùng lõi, rừng đặc dụng. Vườn hiện là nơi sinh trưởng của 254 loài thực vật có mạch bậc cao và sự hiện diện của 33 loài thú, 188 loài chim, 29 loài bò sát lưỡng cư, 60 loài cá, 204 loài côn trùng và nhiều loài động vật thủy sinh phân bố ở các độ sâu khác nhau trong hệ sinh thái. Trong các loài động thực vật ở vườn, có 72 loài được xác định là hiếm, ghi nhận trong sách đỏ Việt Nam. Rừng U Minh Thượng giờ đây là một địa điểm du lịch lý thú cho những du khách yêu mến và muốn được hòa mình vào thiên nhiên bao la để khám phá những điều kỳ thú. Vườn đã thành lập trung tâm du lịch với mong muốn làm dịch vụ du lịch ngày một chuyên nghiệp, phục vụ du khách được tốt hơn. Đặc biệt, vừa làm vừa nghiên cứu nhằm khai thác hết tiềm năng và lợi thế của vườn. Thưa anh, thì ở vườn quốc gia U Minh Thượng của mình thì có bao nhiêu loại hình du lịch và cái loại hình du lịch nào được khách ưa chuộng nhiều nhất? Thì khách đến đây, đến với vườn quốc gia U Minh Thượng thì rất là chuộng về cái khí hậu, về cái mát mẻ này, cái sinh thái nơi đây này, nó mang cái nét đặc trưng. Thì vườn quốc gia U Minh Thượng là khai thác được cái là về những cái mà về cái sản phẩm du lịch mà được du khách mà ưa chuộng nhất là về cái tham quan cái máng chim. Thì cái sân chim thì cũng được là các nhà khoa học cho rằng là đây là sân chim lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Du khách đến đây thì thấy là mình giới thiệu qua cái giới thiệu rồi qua cái quảng bá hình ảnh du lịch đó, thì du khách chọn cái sản phẩm du lịch là đi tham quan cái máng chim kết hợp với cái tham quan về những cái mà những cái sinh cảnh trên chẳng trống hay là sinh cảnh trên đất thăng bùng thì du khách rất là thích. Về cái doanh thu mà của lượng khách đến đây á, thì có ổn định không ạ? Hay là nó có như thế nào, anh có thể chia sẻ không? Đối với doanh thu mà để mà doanh thu của du lịch nó hàng năm thì nó tương đối cũng ổn định. Thì có lượng tăng, chứ tăng nhưng mà mức tăng thì nó không đáng kể. Đặc biệt như năm rồi, năm 2016 thì doanh thu tăng đột biến, lý do là tỉnh Kiên Giang đăng cai cái tổ chức năm du lịch quốc gia đó, thì doanh thu tăng đột biến so với những năm. Với cái mức doanh thu như vậy thì những nhân viên của mình ở đây có đảm bảo được cái cuộc sống của họ không anh? Doanh thu du lịch tăng thì cũng nói chung là nâng cao cái mức sống của cán bộ công nhân viên lên. Tại vì cái mức doanh thu này qua đó thì khi tăng doanh thu được thì mấy anh em được phần cái lương tăng thêm. Sau khi trang trải chi phí hết rồi nộp các khoản thuế rồi lệ phí hết thì cái dư còn lại thì có thể là mình bù đắp cho cái quỹ phát triển lương, rồi sau đó thì mình sẽ tăng lương theo cái quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ. Rồi về cái các hộ gia đình mà về xã hội hóa du lịch thì như thế nào? Mấy hộ các hộ gia đình sống quanh vùng đệm vườn quốc gia thì vườn quốc gia hiện nay là cho xã hội hóa bằng cái dịch vụ đưa rước khách bằng phương tiện giỏ lãi á, thì hộ gia đình có thể mang giỏ lãi vô rồi có thể là tự trang trải chi phí là dầu nhiên liệu hết á, thì để đưa vô khách. Thì một tour như vậy đó thì có thể là mình chia phần trăm ra, thì hộ gia đình thì hưởng là 68%, còn vườn quốc gia Minh Thượng là hưởng 32%. Thì qua 2 năm mà xã hội hóa như vậy đó thì mình thấy những hộ gia đình mà mình chọn những hộ gia đình nghèo khổ ở sống quanh khu vực á, thì vào đây đưa khách vậy là thấy mức sống của những hộ gia đình này có tăng lên, đảm bảo cái điều kiện về cái sinh hoạt gia đình rồi con cái đi học được cũng đảm bảo. Người dân U Minh Thượng sống cạnh một tài sản lớn, nhưng cuộc sống trước đây cơ cực dẫn đến tài nguyên rừng bị tàn phá. Dự án phát triển kinh tế vùng đệm U Minh Thượng là một bước đột phá trong cách nghĩ, cách làm của những con người dám đổi mới và hành động. Hơn 3.500 hộ nghèo trong vùng được chuyển đến cấp gần 15.000 hecta đất rừng, bình quân mỗi hộ 4 hecta để phát triển kinh tế và giữ rừng. Ngày ấy, cô Be, sáng cạp được huy động vào rừng. Hàng trăm lao động làm việc cực lực để múc kênh, xây dựng đê bao, khoanh vuông, lên liếp. Chính quyền đứng ra bảo hộ cho dân vay vốn ngân hàng, đầu tư trồng khóm, mía, chuối, hoa màu. Công bằng để nói, dự án này thực hiện cũng lắm trung chuyên, trở ngại và qua rất nhiều giai đoạn, thời gian. Nhưng cuối cùng đã minh chứng tính hiệu quả, ví như luồng gió mát thổi tung khô cằn, quan quá, chua phèn, để màu xanh của cây trái dâng lên. Những người dân dùng đệm U Minh Thượng kiên trì bám đất, bám quê,
cực lực, chí thú làm ăn đều đã rũ sạch đói nghèo, ổn định cuộc sống. Rất nhiều nông hộ có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 3.000+ hộ này đấy là nghèo, thì tôi cho là cái ổ nghèo đói. Mà nếu mình xóa bỏ được cái ổ nghèo đói này thì giải quyết được rất nhiều cái khó khăn cho đời sống dân. Do đó mà sau đó mới đặt vấn đề trên mới giải quyết cái đề án, dự án dùng đệm U Minh Thượng. Bây giờ thì khác hẳn rồi, mấy anh có dịp đi vô đó xem, có vô xem vườn thanh long rồi có mấy cô nữ đu đủ rồi đó, thì rõ là nó chứng minh không phải một hộ đó. Điển hình cho mẫu nông dân chịu thương chịu khó lao động sản xuất trên vùng đất U Minh Thượng là hai chị em Phan Thị Hồng Ý và Phan Thị Hồng Thu. Khi dự án được triển khai, cũng như bao nông dân khác, chị Ý, chị Thu được cấp 4 hectare đất. Những ngày đầu nhận đất, cuộc sống vô cùng vất vả, thiếu thốn. Nhưng hai chị em đã nắm tay nhau từng bước vượt qua. Nhiều mô hình kinh tế được hai người phụ nữ lỡ thì này đưa từ nơi khác về áp dụng trên đất phèn U Minh Thượng và đã thành công, được nhân rộng ra toàn vùng. 2 năm qua, cũng chính hai chị em Hồng Ý, Hồng Thu đã đưa cây thanh long về trồng ở U Minh Thượng và kinh tế mang lại rất khả quan. Với 1.250 nọc thanh long, từ đầu năm đến nay đã thu hoạch hơn 300 triệu đồng và chuẩn bị bán lứa thứ hai, dự định thu về hơn 350 triệu đồng. Rồi mình trồng mía cái thấy mía nó thấp giá quá, cái mần 5 hectare mà lời có 20 triệu à. Rồi không có ăn, cái đi về Vĩnh Long á, đi tham khảo qua một cái vùng bên nội á, cái thấy người ta trồng thanh long ruột đỏ nè, có giá trị kinh tế cao, cái ông bác ổng kêu thôi về trồng thử đi. Rồi mới đầu về mình trồng thử nghiệm có 200 trụ à, thì thấy có kết quả, thấy cũng có ăn. Rồi cái bác nói thôi bây giờ ta ra công ty xuất khẩu thôi, giờ trồng hết đi. Rồi mình mạnh dạn đầu tư là mình phá mía ra hết, mình trồng hết luôn 5 hectare thanh long ruột đỏ. Một U Minh Thượng đói nghèo xưa kia đang hồi sinh phát triển mạnh mẽ, thể hiện rõ bằng trực quan. Những con đường khang trang, những cây cầu kiên cố, những dòng kinh con rạch rộng thoáng, mênh mông nước, lộng bóng tàu thuyền, những bến sông ken cứng xuồng ghe, chợ xã, chợ huyện đông nghẹt người mua bán, những mái nhà ngói, nhà tôn, nhà tường, có cả nhà lầu trải đều khắp xóm ấp. Đặc biệt, khu căn cứ của tỉnh ủy Kiên Giang, khu di tích lịch sử An Ninh khu 9 trong những năm kháng chiến đã được phục dựng, là nơi mà thế hệ trẻ tìm về thẩm thấu những gian lao, mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây là vật chứng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho lớp trẻ, tạo thêm động lực góp tay xây dựng quê hương U Minh Thượng hôm nay và mai sau càng thêm giàu đẹp.